Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động đào tạo nghề, đến nay nhiều cơ sở đào tạo dạy nghề tư thục ra đời đã tạo được chỗ đứng quan trọng trong việc cung cấp nguồn lao động có trình độ, năng lực, có chất lượng cao, từng bước hình thành nên chuỗi liên kết từ việc tuyển sinh, đào tạo đến giới thiệu việc làm cho học viên sau khi ra trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường trung cấp nghề tư thục Tân Tiến, Bảo Lộc, một trong những trường được xem là điểm son trong việc đào tạo nghề ở Lâm Đồng. Ngăn nắp, sạch sẽ, ý thức kỷ luật cao là những cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đến với trường trung cấp nghề tư thục Tân Tiến, thành phố Bảo Lộc. Khác với nhiều trung tâm dạy nghề khác, trường trung cấp nghề tư thục Tân Tiến lại chọn địa bàn nông thôn để mở trường dạy nghề. Đa phần các học viên theo học đều có trình độ học lực giới hạn, không ít học viên là di dân thất nghiệp từ miền Bắc, miền Trung vào. Bên cạnh đó, nhiều thành phần cá biệt cũng được nhà trường mở rộng vòng tay đón nhận để đào tạo nghề. Và em thấy môi trường học tập này rất là tốt, mà giáo viên thì rất là tận tình và quan tâm đến học sinh như con cái của mình. Với phương châm học cách làm người trước khi học làm nghề, cầm tay chỉ việc, chỉ sau một thời gian ngắn học tập ở đây, các học viên đều trở thành những con người lễ phép, chịu thương, chịu khó, chăm chỉ học hành với mong muốn có một tay nghề giỏi để phục vụ công việc sau này. Thực ra thì đối với chúng tôi thì chúng tôi có bốn cái tiêu chí rất là rõ ràng. Thứ nhất là đào tạo một con người nó có cái tấm lòng đạo đức. Thứ hai là có cái văn hóa. Thứ ba là có nghề nghiệp. Và thứ bốn là có cái tri thức. Đó là bốn cái tiêu chí của cái trường này. Cho nên khi các em ra trường thì các em đóng góp cho gia đình, cho bản thân, cho xã hội. Được thành lập từ năm 2002, trung bình mỗi khóa trường trung cấp nghề tư thục Tân Tiến đào tạo gần 500 học viên của 7 ngành nghề chính như sửa chữa máy nông nghiệp, ô tô, xe gắn máy, kỹ nghệ sắt, điện công nghiệp, điện lạnh, may thời trang, may công nghiệp, tin học văn phòng và anh văn. Nhờ chú trọng việc đầu tư nâng cao trang thiết bị dạy học, bồi dưỡng kiện toàn đội ngũ cán bộ giáo viên có chất lượng, đồng thời mở rộng các mô hình liên kết với các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, nên đa số học viên đều có trình độ tay nghề khá cao, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo nghề luôn đạt 80%. Vào trường nghề là những học sinh có thể nói là hơi cá biệt một tí. Chính vậy mà trường cũng có được cái phương pháp đào tạo khác biệt hơn các trường khác, đó là cho các em ở nội trú trong trường. Các thầy trong trường sẽ đồng hành với các em 24/24 để có thể giúp các em về vấn đề nhân bản, về vấn đề văn hóa, về vấn đề tri thức và cái đặc biệt nhất là cái cách sống để làm người. Rồi tôn trọng về vấn đề quý trọng cái thời gian lao động rồi này kia để các em có thể thăng tiến về nhân bản, về đạo đức, tay nghề và kể cả văn hóa tương lai. Lĩnh vực dạy nghề, trường tính có 3 cái cơ sở dạy nghề thuộc của tôn giáo đào tạo từ cái trình độ là trung cấp nghề. Có thể nói là đây cái trường trung cấp nghề từ Tân Tiến Bảo Lộc là một cơ sở dạy nghề rất tốt. Hàng năm tuyển sinh từ 300 đến 400 em ở trình độ trung cấp và tốt nghiệp là khoảng từ 150 đến 250 em. Hầu hết các em học sinh của trường trung nghề Tân Tiến ra trường đều có việc làm và có thu nhập được tốt, được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hoặc là có thể tự mở cái cơ sở sản xuất riêng. Trong nhiều năm qua thì trường trung nghề Tân Tiến cũng đều đặng cử cái học sinh giỏi nghề để tham gia các hội thi nghề cấp quốc gia. Thế là đây là một trường tư thục có đóng góp lớn vào dạy nghề của tỉnh. Thực tế cho thấy công tác xã hội hóa việc dạy nghề, kêu gọi các tổ chức đơn vị có đủ năng lực, điều kiện mở các trường cơ sở đào tạo nghề là một chủ trương đúng đắn. Đây chính là nền tảng để mở ra nhiều định hướng mới cho người lao động, giúp nhiều lao động tiếp cận thêm những ngành nghề phù hợp và tìm được một việc làm ổn định để nuôi sống bản thân, gia đình và làm giàu cho xã hội.